Xin chào quý vị, hôm nay mình sẽ giới thiệu máy ép cam Sharp AZ Z130. Rồi, đầu tiên mình sẽ ráp máy. Thay chứa, thay lọc hộp. Máy ép. Thay hai cái cam này. Cứ đè xuống là tự nó bay nha các bạn. Nên mình sẽ làm hai cái cam. Sạch lắm nha các bạn. Tay mình rửa sạch rồi chứ không phải không chưa rửa lên nha. Rồi, quá tuyệt. Nó tiện hơn vắt bằng cam, vắt cam bằng tay nhiều. Rồi, nên mình gạt cái cần này xuống là lấy cam để thử đây các bạn. Đây, em thử hai lấy cam này được chưa nè. Rất là nhanh nha các bạn, rất là êm. Còn hao điện hay không thì chưa biết. Rồi. Vàng. Đây nha các bạn, hai trái cam. Mình đã review xong. Cảm ơn các bạn. Hai trái cam thì chừng này là được khoảng gần 350ml. Đó, máy đây. Vệ sinh thì rất là dễ nha các bạn. Giữ nguyên bộ này, giữ lại đây, rất là gọn gàng. Đó, rồi rửa thôi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.